Xin kính chào và cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi bản tin trưa ngày 21 tháng 11 năm 2017 của Đài truyền hình kỹ thuật số VTC. Thảo luận ở hội trường về dự án luật phòng chống tham nhũng sửa đổi sáng nay ngày 21 tháng 11, các đại biểu Quốc hội đề nghị chính phủ không công khai tài sản, thu nhập tại chi bộ, không giao thẩm quyền kiểm soát tài sản thu nhập cho các cơ quan của đảng. Theo đó, dự thảo luật đưa ra hai phương án, trong đó phương án 1 quy định các bản kê khai tài sản, thu nhập được công khai tại cơ quan, tổ chức, đơn vị, nơi người kê khai thường xuyên làm việc. Phương án 2, công khai tại chi bộ, nơi người kê khai là đảng viên sinh hoạt. Tuy nhiên, các đại biểu đề nghị quy định theo phương án 1, do không phải tất cả cán bộ, công chức, viên chức thuộc diện phải kê khai tài sản, thu nhập đều là đảng viên. Nếu quy định chỉ công khai bản kê khai tại cuộc họp chi bộ, dẫn đến bản kê khai của những cán bộ, công chức, viên chức không phải là đảng viên sẽ không được công khai, gây khó khăn cho hoạt động giám sát, kiểm soát tính trung thực trong bản kê khai của những đối tượng này. Về cơ quan đơn vị kiểm soát tài sản thu nhập, dự thảo luật quy định, người thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý và người có nghĩa vụ kê khai khác trong các cơ quan đơn vị tổ chức của Đảng, thì việc xác định cơ quan kiểm soát tài sản thu nhập thực hiện theo quy định của Đảng là các cơ quan của Đảng. Tuy nhiên, theo các đại biểu, dự thảo luật giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động quản lý nhà nước, quản lý việc kê khai, theo dõi biến động, xác minh tài sản, thu nhập cho cơ quan của Đảng, sẽ làm cho hoạt động quản lý của nhà nước về kiểm soát tài sản, thu nhập bị cắt khúc, không đảm bảo được tính thống nhất và sẽ khó xác định rõ được trách nhiệm trong quản lý nhà nước, trách nhiệm trong báo cáo, trách nhiệm chịu sự giám sát của Quốc hội đối với việc thực hiện luật. Vì vậy, đề nghị không bổ sung quy định về thẩm quyền kiểm soát tài sản, thu nhập cho các cơ quan của Đảng vào dự thảo luật mà vẫn thực hiện theo quy định hiện hành. Thủ tướng yêu cầu cần quan tâm công tác quản lý báo chí, tránh tình trạng giật tít câu view, quyết liệt xử lý sim rác. Đây là nội dung được Bộ trưởng Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ đưa ra tại cuộc làm việc của Tổ công tác Chính phủ với Bộ Thông tin Truyền thông diễn ra trong buổi sáng nay. Tại cuộc làm việc, Bộ trưởng Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng cho biết, Thủ tướng khen ngợi Bộ Thông tin Truyền thông đã làm tốt công tác tuyên truyền trong tuần lễ cấp cao APEC vừa qua. Phần trả lời chất vấn trước Quốc hội của Bộ trưởng Thông tin và Truyền thông được các đại biểu Quốc hội và cử tri cả nước đánh giá rất cao. Trước những vấn đề được xã hội quan tâm, có căn cứ, cơ sở thực tiễn, ông Mai Tiến Dũng truyền đạt ý kiến Thủ tướng, Bộ Thông tin Truyền thông cần quan tâm công tác quản lý báo chí. Khi số lượng các cơ quan báo chí rất lớn nhưng chất lượng chưa tương ứng, có tình trạng thương mại hóa báo chí đưa tin giật gân câu khách không phù hợp thuần phong mỹ tục. Cùng với đó, cần quyết liệt xử lý tình trạng sim rác, sim kích hoạt sẵn, vi phạm trong quảng cáo, quản lý tốt hơn các tập đoàn, tổng công ty thuộc bộ về nhân sự, quản trị, điều hành, hiệu quả kinh doanh. Do ảnh hưởng của khối không khí lạnh mạnh tại huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế đã xảy ra mưa to trên diện rộng, làm nhiều tuyến đường giao thông nơi đây, liên thôn, liên xã bị ngập. Mưa to từ chiều tối ngày 19 đến sáng ngày 20 tháng 11 đã làm cho các tuyến đường liên thôn, liên xã tại xã Phong Thu và thị trấn Phong Điền bị ngập sâu trong nước từ 0,3m đến 0,5m. Tỉnh lộ 6 từ thị trấn Phong Điền về xã Phong Trường cũng có các đoạn bị ngập sâu, gây khó khăn trong đi lại. Người dân phải di chuyển bằng thuyền. Bên cạnh đó, mưa to cũng đã làm gần 50 nhà bên sông Âu Lâu thuộc thôn Trạch Tả, Trạch Hữu, Vĩnh Huyền, thị trấn Phong Điền và một số nhà dân thôn An Thôn, thôn Vân Trạch Hòa, Khúc Lý, Ba Lạp, xã Phong Thu bị ngập sâu trong nước từ 0,5m đến 1m. Hiện nay, nước sông Bồ và sông Âu Lâu đang lên. Trước diễn biến của tình hình mưa lũ, UBND huyện Phong Điền chỉ đạo các địa phương thường xuyên theo dõi diễn biến tình hình mưa lũ để có phương án di rời người dân ở vùng thấp trũng lên vùng cao khi tiếp tục có mưa to và thủy điện xả lũ. Thông tin chúng tôi nhận được trong buổi sáng ngày hôm nay thì Chánh Văn phòng Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết trên địa bàn tỉnh đã có một người chết do mưa lũ. Do tình hình mưa lũ diễn biến phức tạp, các cơ quan chức năng cũng cho học sinh trên toàn địa bàn nghỉ học và tùy theo tình hình ngập lụt ở mỗi địa phương để chủ động thông báo cho học sinh đi học trở lại. Thưa quý vị và các bạn, sau đợt mưa lũ vừa qua thì tuyến cao tốc Đà Nẵng-Quảng Ngãi đoạn qua địa bàn của tỉnh Quảng Nam bị sạt lở một cách nghiêm trọng. Và trong 2 ngày qua, mưa lớn tiếp tục gây thêm sạt lở. Có điểm bị sạt lở mái ta luy, nhưng cũng có điểm bị sạt lở cả móng trụ bê tông. Điều đáng chú ý là công trình này mới được đưa vào sử dụng hơn 3 tháng thì đã bị hư hỏng. Đây là khu vực xã Duy Trinh, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam. Tuyến cao tốc cắt ngang quả đồi nhỏ, hai bên tuyến là mái dốc ta luy. Khung dầm bê tông cốt thép bị sói lở trầm trọng, những tảng đá to bị hỏng chân, trượt xuống đường gây nguy hiểm cho các phương tiện lưu thông qua khu vực này.
ước tính có hơn 20.000 mét khối đất đá đã bị sạt lở. Chủ đầu tư và Tổng công ty Đầu tư Phát triển Đường cao tốc Việt Nam VEC đã có văn bản gửi Bộ Giao thông Vận tải xin chủ trương gia cố bằng giải pháp đào ngả mái nền. Nhưng giải pháp này chưa được người dân địa phương chấp thuận vì lấn sang phần đất rừng của họ. Hiện khu vực mái ta luy dương chưa được gia cố, tiếp tục sạt lở. Đất đá trôi xuống ven đường. Đặc biệt lớp đá phong hóa hoàn toàn màu đen khi bị ảnh hưởng bởi nước ngầm và nước mặt, trở nên bở rời rạc, giảm lực ma sát trong, gây mất ổn định mái dốc, dẫn đến sạt trượt càng nặng thêm. Khó khăn bây giờ thì là thời gian này là đang tin mùa mưa. Đấy là trong quá trình thi công là gặp mưa thì là cũng tương đối khó khăn. Nhưng cái này thì trong nhà thầu sẽ khắc phục dần dần. Hiện tại thì nhà thầu đã chuẩn bị đầy đủ thiết bị, máy móc và nhân lực và sẽ là xử lý trong vòng tuần tới là bắt đầu xử lý ngay. Còn đây là khu vực sạt lở dưới chân cầu Kỳ Lam thuộc xã Điện Thọ, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam. Đợt mưa lũ vừa qua gây sạt lở nặng, dòng nước xoáy khắt sâu xuống lòng đất hơn 1 mét, dài 50 mét, phá hỏng một phần mái. Trước đó, nhà thầu cũng đã triển khai thi công đoạn đường gom và xử lý sạt lở. Nhưng 35 hộ dân còn lại ở khu vực này không đồng ý để nhà thầu thi công. Nguyên nhân là cái chỗ lộn mỏ cầu này là dân chúng tôi là không chịu, không nhất trí rồi mà họ vẫn lộn. Vì sao? Vì là bọn tôi biết là lộn mỏ cầu đây là con nước ép vô chịu không nổi. Con nước nếu mà lộn mỏ cầu là nước ép chịu không nổi vì độ cô, độ thấp của nước này chảy xuống á là có mấy. Cho nên giọng vô là xóm này là chịu không nổi. Mà trước đây là Nam Chiến Tốn bình thường, lục cô hơn, lỡ cào đường xe lửa nhưng mà dân tôi ở đây bơi gai đi bình thường, không có vậy. Trên tuyến cao tốc Đà Nẵng Quảng Ngãi còn xảy ra nhiều điểm sạt lở khác, như khu vực qua địa bàn xã Quế Xuân 2, huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam. Mưa lũ cuốn trôi một phần đất ta luy dương nền đường, làm hỏng chân trụ của tường hộ lan mềm tại đoạn đường vào trạm thu phí thị trấn Hà Lam, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam. Mái dốc ta luy dương nền dương xuất hiện nhiều vị trí bị nước cuốn trôi, trượt đất, nhất là những vị trí gần mố cầu và những đoạn chưa được gia cố mái ta luy. Việc sạt lở nhiều điểm trên tuyến cao tốc này một phần do thiên tai, nhưng dư luận không khỏi hoài nghi về chất lượng công trình. Do ảnh hưởng của khối không khí lạnh ở phía Đông Bắc Bộ sẽ có mưa rải rác, Bắc và Trung Trung Bộ có mưa vừa mưa to, riêng các tỉnh từ Quảng Bình đến Quảng Nam có mưa rất to. Kết hợp giữa không khí lạnh tăng cường và dòng xiết trong đới gió Tây trên cao, trong các ngày từ 23 đến 24 tháng 11, ở Bắc Bộ trời rét, vùng núi và trung du sẽ rét đậm, có nơi rét hại. Hà Nội trời rét với nhiệt độ thấp nhất vào sáng sớm và đêm, phổ biến ở mức từ 16 đến 18 độ. Riêng vùng núi và trung du phía Bắc có nơi rét đậm, nhiệt độ thấp nhất phổ biến là từ 15 cho đến là 18 độ, vùng núi là từ 13 đến 15 độ, vùng núi cao có nơi sẽ xuất hiện dưới 9 độ C. Tiếp tục các thông tin liên quan đến vụ 4 trẻ sơ sinh tử vong tại Bệnh viện Sản Nhi Bắc Ninh. Sáng nay, Cục Quản lý Khám chữa bệnh Bộ Y tế đã về làm việc với bệnh viện này và đồng thời ra soát toàn bộ quy trình chăm sóc điều trị và khám chữa bệnh tại đây để nắm bắt tình hình, chỉ đạo các hoạt động chuyên môn nghiệp vụ, tìm nguyên nhân sự cố để 4 trẻ sơ sinh tử vong tại bệnh viện. Theo đó, Cục Quản lý Khám chữa bệnh đề nghị Sở Y tế, bệnh viện sớm ổn định để đảm bảo điều trị các bệnh nhi khác, trấn an và ổn định tâm lý tư tưởng của nhân viên bệnh viện, tránh hoang mang để tập trung chăm sóc và điều trị người bệnh đang điều trị tại bệnh viện. Đồng thời mời các chuyên gia hàng đầu về nhi khoa của Bệnh viện Nhi Trung ương và Bạch Mai trực tiếp phối hợp thực hiện công tác chuyên môn, rà soát toàn bộ việc chăm sóc điều trị 92 trẻ đang điều trị tại đơn nguyên sơ sinh của Bệnh viện Sản Nhi Bắc Ninh và chuyển 12 trẻ sơ sinh có tình trạng nặng lên điều trị chăm sóc tại Bệnh viện Nhi Trung ương và Bệnh viện Bạch Mai. Yêu cầu bệnh viện tiếp tục quan tâm rà soát, phân loại các trường hợp bệnh nhi nặng, tập trung cứu chữa, phân luồng, chuyển tuyến khi cần, giảm thiểu nguy cơ tử vong đối với các trường hợp nặng đang điều trị tại bệnh viện, tiếp tục phối hợp với các cơ quan chức năng sớm tìm nguyên nhân, họp hội đồng chuyên môn theo quy định của luật khám chữa bệnh để đánh giá quá trình chăm sóc và điều trị bệnh nhi, cung cấp thông tin kịp thời, khách quan, trung thực cho báo chí và tiếp tục báo cáo và cung cấp thông tin cập nhật về Bộ Y tế. Liên quan đến đoạn video clip ghi lại hình ảnh tài xế xe container vừa nghe điện thoại vừa lái xe bằng chân trên mạng xã hội khiến nhiều người bức xúc, Phòng Cảnh sát Giao thông Đường bộ Đường sát Công an Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, phòng đã nắm thông tin và đang làm kế hoạch tiến hành xác minh, củng cố chứng cứ và xử lý vi phạm về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ. Trước đó vào ngày 18 tháng 11, trên mạng xã hội xuất hiện một đoạn clip ghi lại hình ảnh xe đầu kéo container mang biển số 50LD09560 lưu thông được cho là trên cầu Phú Mỹ của Thành phố Hồ Chí Minh. Trên xe lúc này, tài xế xe đầu kéo container vừa nghe điện thoại vừa lái xe bằng chân. Thưa quý vị, chỉ trong vòng 4 ngày từ ngày 15 đến ngày 18 tháng 11 thì Phòng Cảnh sát Điều tra Tội phạm về Ma túy PC47 Công an thành phố Hà Nội đã phá 3 đường dây mua bán vận chuyển trái phép chất ma túy. Vụ thứ nhất thu giữ được tang vật là
3,890g ma túy tổng hợp ketamine, 2,980g ma túy tổng hợp ATS. Vụ thứ hai được chính thu giữ là 5 bánh heroin, 4 túi ma túy methamphetamine. Đặc biệt là vào ngày 18 tháng 11, phá đường dây mua bán vận chuyển trái phép chất ma túy từ biên giới phía Tây Bắc về Hà Nội và một số tỉnh lân cận để tiêu thụ. Để thực hiện hành vi phạm tội thì các đối tượng đã cất giấu ma túy dưới gầm máy của xe ô tô, sau đó ngụy trang tinh vi bằng băng dính tối màu. Qua quá trình đấu tranh thì đã thu giữ được 2 bánh heroin, 120 viên methamphetamine. Hiện thì phòng cảnh sát PC47 tiếp tục khai thác mở rộng làm rõ hành vi tội phạm của các đối tượng trong chuyên án vận chuyển trái phép chất ma túy. Thưa quý vị và các bạn, sau khi mà hàng loạt phóng sự của kênh VTC1 phản ánh về việc công ty cổ phần xuất khẩu nông sản sạch Việt Nam không hỗ trợ bà con nông dân trồng gừng tại Đắk Nông, Đắk Lắk khi mà xảy ra sự cố gừng chết như trong hợp đồng liên kết, thì nhiều nông dân tại Bình Định cũng đã phản ánh cho các phóng viên của VTC về vụ việc tương tự. Cụ thể là nhiều người trồng gừng ở đây cũng đã ký kết hợp tác trồng gừng và bao tiêu với công ty cổ phần xuất khẩu nông sản sạch Việt Nam, song cũng đang bị bỏ rơi và không thể liên lạc với công ty này. Anh Việt ở huyện Tây Sơn là một trong ba hộ dân đầu tiên của tỉnh Bình Định ký hợp đồng đầu tư và bao tiêu gừng với công ty cổ phần xuất khẩu nông sản sạch Việt Nam vào tháng 3 vừa qua, với 30.000 bao gừng trâu, tổng chi phí lên tới 650 triệu đồng. Anh Việt đã chuyển tổng cộng 150 triệu đồng theo từng đợt giao giống và vật tư của công ty này. Đợt đầu, công ty cung cấp cho anh 14.000 bao gừng, nhưng đã chết sạch sau 2 tháng trồng. Đến tháng 7, anh nhận thêm được 7.000 bao gừng, nhưng cây cũng không lên. Sốt ruột, anh điện thoại để công ty cung cấp thêm giống và kỹ thuật xuống vườn kiểm tra. Nhưng anh chỉ nhận được 10.000 giống bổ sung, còn kỹ thuật thì không thấy. Mình là công ty ấy là nói là 5 tháng. 5 tháng là vườn chết là nó sẽ bao tiêu là nó sẽ trồng trở lại, giống như trồng trở lại. Nhưng mà anh điện miết mà 5 tháng không thấy, không có kỹ thuật mà không có công ty không nhận mấy. Trả lời được. Nên là anh chờ cái khuôn đó mà chữa miết không thấy này. Kỹ thuật không có thành là cây như là ý nó trồng theo do nông sản sạch đấy là không dùng thuốc. Mà mầm bệnh thì nó có từ ban đầu. Bây giờ cứ dặn là mà chết. Anh không chữa được. Tính tới tháng 5 năm 2017, có 9 hộ dân tại Bình Định đã đầu tư rất bài bản để trồng gừng sạch. Bởi lời hứa sẽ làm dự án điểm theo tiêu chuẩn Global Gap và xuất khẩu đi Đan Mạch từ công ty cổ phần xuất khẩu nông sản sạch Việt Nam. Tuy nhiên, giờ đây có vườn gừng đã thối hết củ, có vườn chỉ mọc toàn lá. Vườn gừng 20.000 bịch của ông Ẩn là một ví dụ. Nó chết, nhưng mà cái cây nào chết nhưng mà quẳng lên là cái cây là cây sau khi chết đã lên trở lại. Không? Nó chết rồi nó mới lên. À, chết rồi quẳng lên trở lại. Những cái mầm nó có, nhưng mà sáng, mà đã nó không có cũ. À, không có cũ. Không bao giờ có cũ, tại sao? Thì cái trứng chết rồi mà giờ cũ nữa. À, đúng rồi, đâu cũ được. Đây này từng cái cũ này. Đấy, khối cũ này, từng rỡ và nắm này. Thấy không? Tại Bình Định có những hộ vì nghe thông tin về lợi nhuận trồng gừng quá tốt đã cầm cố vay mượn tiền ngân hàng để đầu tư. Có hộ đã ký kết hợp đồng lên tới 100.000 đến 120.000 bao gừng với công ty cổ phần xuất khẩu nông sản sạch Việt Nam. Và giờ đây, họ cũng rơi vào tình cảnh như những hộ dân trồng gừng tại Gia Lai, Đắk Lắk. Gừng chết, công ty bật vô âm tín và nợ nần đang hiển nhiên trước mặt họ. Trước những thiệt hại nặng nề của nhiều người trồng gừng trên cả nước khi mà liên kết với công ty cổ phần xuất khẩu nông sản sạch Việt Nam, chúng tôi sẽ tiếp tục tìm hiểu trách nhiệm của các bên liên quan và sự vào cuộc của chính quyền địa phương và chuyển đến quý vị và các bạn trong thời gian sớm nhất. Và thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin trưa ngày 21 tháng 11 năm 2017 của Đài truyền hình kỹ thuật số VTC. Tiếp tục chương trình sẽ là những tin tức bất động sản đáng chú ý có trong bản tin Địa ốc 24 giờ.